Xin chào mọi người, lại là mình đây. Một tuần qua của mọi người như thế nào? Còn mình thì khá là bận và có một số vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng mà mình cũng cố gắng ra đều video cho mỗi tuần. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đến một buổi event IT bán rất là nhiều đồ điện máy, điện tử và một số vật dụng cần thiết trong nhà nhé. Mới đầu trước khi đến đây thì chồng mình tính mua một số thiết bị cho máy tính và máy chụp hình. Còn mình thì tính đổi nệm và gối. Nhưng mà nhìn lại cái giá của cái nệm á, muốn tỉnh ngủ luôn mọi người. Tại vì nó khá là đắt á. Thôi cái nào mà khó quá thì mình bỏ qua ha. Mình đi xem cái khác. Thật sự khá là đông người luôn. Mình nhận thấy bên đây từ trẻ em, thanh niên, người lớn tuổi, không phân biệt nam nữ, tất cả mọi người đều rất là mê đồ điện tử nè. Chắc là do bây giờ là thế hệ công nghệ rồi á, nên là nhà nhà đều ưa chuộng những cái vật dụng thông minh và tiện nghi như vậy. Đây là những gì mà mình quan tâm và cảm thấy thú vị, có thể tham khảo để mua cho nhà mới của mình, nên mình quay cho mọi người xem. Chứ ở đây còn rất là nhiều tỷ cái độc và lạ luôn. Mình không quay hết và edit hết được, nếu không thì video sẽ dài lắm. Cuối cùng mình cũng chẳng mua được gì. Nhưng anh chồng mình thì mua được một số đồ khuyến mãi của TikTok đó mọi người. Về mình sử dụng như thế nào rồi review cho các bạn biết nha. Mình đi hồi nãy giờ cũng 2-3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đi hết nữa, hơi mỏi chân luôn. Nên ghé vào Khoi để uống nước và ăn bánh. Bây giờ cũng là chiều muộn rồi đó mọi người. Những lúc rảnh rỗi á, mình thường vào Muji đi vòng vòng. Mặc dù là lắm lúc chẳng biết vào để làm gì hay mua gì, nhưng cứ thích vào nhìn ngắm shopping, hoặc là có những cái chỗ mà người ta cũng để bàn ghế lười á mọi người. Và kế bên là một kệ sách, quá là tuyệt vời luôn, nên có thể mình sẽ ngồi cả ngày mà không chán luôn á. Đơn giản là mình rất thích không gian và cách trang trí của Muji, làm cho mình cảm giác rất là thư giãn mỗi lần mà đến đây. Sau đó mình đã bắt đầu di chuyển đến chỗ ăn tối. Hôm nay tự nhiên mình lại thèm thịt bò. Ai đến chỗ này chắc hẳn thì cũng biết ở đây là một nơi khá là nổi tiếng. Mình tạm gọi đây là một thác nước nhân tạo, đứng sừng sững tại một trong những terminal của sân bay Singapore. Ban ngày nơi đây có nhiều hoạt động giải trí đẹp theo một cách mát mẻ và tự nhiên. Còn các bạn mà đến đây vào chiều hoặc là tối sẽ thấy được sự lung linh và huyền ảo của thác nước. Sẽ là một trải nghiệm khá là khó quên. Nếu mà ai có dịp đến đây, mọi người đừng quên bỏ qua nơi này nha. Cũng như theo thường lệ thì tất cả các video của mình đều có vẽ tranh, làm những đồ thủ công hoặc một số thứ có liên quan đến hội họa. Video tuần này mình sẽ vẽ lên cái giỏ mà mình vừa mới mua được ở Muji để xem là mình vẽ gì nha. Chúc mọi người vẽ tranh và nghe nhạc vui vẻ. Thank you.
Mình đã vẽ xong chiếc giỏ đáng yêu cho tuần này. Rất mong là mọi người sẽ thích tác phẩm cũng như là content. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho mình mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. See ya!